Chuộc tội với cha, Atonement with the Father, là một trong những mô típ thần thoại vô cùng phổ biến, không chỉ xuất hiện nổi bật trong Kitô giáo qua hình tượng Chúa Giê-xu. Rất nhiều bộ phim hiện đại đều lặp lại chủ đề này dưới nhiều cái vỏ khác nhau như Thor, Sự im lặng của bầy cừu, Đi tìm Nemo, Up, Inside Out, Guardian of the Galaxy, và trong chủ đề của bài viết này là bộ phim lừng danh Inception của đạo diễn Nolan. Người anh hùng sẽ thường phải đối mặt với cha mình, người mà anh phải giành được sự ghi nhận, và cuối cùng là bằng bất cứ giá nào thì mối quan hệ khó khăn của họ phải được hòa giải. Robert Fisher là một đại gia kế nghiệp tập đoàn năng lượng tỷ đô của cha mình sau khi ông mất. Anh là mục tiêu chính của phim khi Saito, đối thủ của cha anh, muốn thuê một đội cop để cấy một ký ức giả vào tâm trí, khiến anh muốn giải tán đế chế mà cha mình đã gây dựng nên. Đổi lại, cop sẽ được xóa bỏ tội danh giết vợ của mình để quay về sống với các con của anh. Và giống như nhiều đứa con nhà đại gia hay có một vua cha quá rực rỡ và thường vô cùng nghiêm khắc, Fisher cũng là một đứa bé luôn cố thoát ra khỏi cái bóng của cha mình, cả trong sự nghiệp lẫn trong tâm lý. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại luôn gặp khó khăn. Cha anh là một người lạnh lùng, vô cảm, xa cách tới mức khi mẹ chết lúc anh 11 tuổi, tất cả những gì ông động viên anh là: Robert, thực sự chẳng có điều gì phải nói cả. Trước khi chết, cha anh chỉ để lại cho anh một từ duy nhất: thất vọng. Và chính nỗi bất an bị cha phủ nhận trong suốt khoảng thời gian trưởng thành đó chính là kẽ hở để đội của cop xâm nhập vào tiềm thức đã được huấn luyện để chống lại những kẻ trích xuất. Vì vậy, khi cả đội thảo luận để có thể gieo ý tưởng giải tán công ty vào đầu đứa con trai tội nghiệp, EMS đã gợi ý: hãy để Fisher nghĩ rằng nếu phá hủy đế chế của cha mình, anh sẽ trả được mối thù đời, hàn gắn vết thương luôn bị từ chối mà người cha đã gây ra cho anh. Tuy nhiên, cop từ chối cách làm này bằng một câu chốt quan trọng: tôi nghĩ rằng những cảm xúc tích cực luôn có thể đánh bại các cảm xúc tiêu cực. Và vì thế vai trò của cop không chỉ là một kẻ trích xuất, anh không khác nhiều một nhà trị liệu tâm lý. Bằng cách đi tận cùng đến cái cốt lõi phức tạp của người cha, Father Complex, và thay vì dùng sự trả thù để thay đổi hành vi, anh chọn sự hòa hợp. Chú ý rằng, Fisher đã rất cố gắng để tìm lại mối liên kết với người cha khi anh đặt tấm ảnh của cha và anh khi còn nhỏ bên cạnh giường tủ. Mặc dù phải đau đớn chứng kiến ông gạt vỡ nó khi lên cơn bệnh, khung hình bị vỡ biểu tượng cho mối quan hệ rạn nứt. Nỗi đau của anh là nỗi đau của sự trống rỗng, chỉ có thể lấp đầy bằng sự thừa nhận và tình yêu của cha, chứ không phải là bằng tiền. Đây cũng là bài học khi bạn nhìn nhận cảm xúc thù ghét. Liệu nó là một cảm giác ghét đơn thuần hay đằng sau lớp vỏ đó là một tình yêu không được trả lời? Phương pháp giấc mơ bên trong giấc mơ mà đội cop sử dụng không khác gì những liệu pháp mà nhà trị liệu sử dụng dùng để đi sâu hơn vào trong tiếp thực để tìm ra tâm bệnh thực sự. Đội quân của Fisher ở tầng 1 và pháo đài tuyết ở tầng 3 đáp trả lại bằng các đợt tấn công vào tiềm thức, là biểu tượng cho những cơ chế phòng vệ của Ego mà sau này là con gái của Freight, Anna Frey, đã phát triển rất chi tiết. Fisher tìm thấy gì khi được dẫn dắt xuống tầng cuối, phá bỏ những lớp vỏ bọc được Ego dựng lên để đối mặt với những bản năng vô thức bị đè nén bấy lâu? Sự thực là cha anh không thất vọng bởi anh vì lý do trước mà anh vẫn hay nghĩ. Không phải những thành tựu mà chưa đạt được để ngang vai với người cha, một bước đi sai lầm vào sự vô nghĩa của trò chơi kiếm tiền, mà là sự thất vọng vì anh không sống với chính mình. Sự thực ở đây được để trong nháy, vì nếu xét từ góc độ thuần chủ quan, sự thực không có ý nghĩa là một cái gì tương đương với thực tế. Ví dụ, câu nói cái bát này bị vỡ có thể đánh giá là đúng hay không bằng việc đối chiếu với thực tế xem cái bát có bị vỡ hay không. Sự thực, và đa phần trong các vấn đề tình cảm, là cách bạn diễn giải một sự kiện như thế nào thuộc phạm trù nghệ thuật giải thích. Ví dụ, một sự kiện mang tên chia tay, cô ấy bỏ bạn đi theo người khác hay là bạn bỏ cô ấy đi theo công việc đều có thể mang tính thực như dưới góc nhìn của cả chàng lẫn nàng, và đều có thể lôi ra làm lời oán trách khi một người thứ ba hỏi tại sao hai đứa chúng mày chia tay. Sự thực của từ thất vọng trong lời nói cuối cùng của cha Fisher cũng như vậy. Ban đầu anh có thể hiểu đó là một sự ruồng bỏ, rằng mày không xứng đáng làm con tao vì sự bất tài của mày. Nhưng sự gieo cấy của đội cop không khác nhiều một nhà trị liệu đã giúp Fisher hiểu câu nói đó theo tầng nghĩa rằng ta thất vọng vì con không trở thành chính mình bằng cách giải thể tập đoàn Fisher Morrow và tự gây dựng sự nghiệp của đời mình. Và đó chính là giây phút nhiệm màu của quá trình trị liệu khi Fisher có một trải nghiệm chấn động tâm lý khi gặp lại ông cho căn phòng tại pháo đài tuyết. Nước mắt anh trào ra vì lần đầu anh được gặp lại cậu bé Fisher tổn thương lần nào, vốn luôn bị từ chối cảm nhận, chôn giấu sau nhiều tầng tiềm thức và cảm nhận được tình yêu của người cha. Và đó, bạn có thích bộ phim Inception của Nolan không? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, đừng quên like và share để ủng hộ bọn mình. Và cũng đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!